Vì mình biết là rất có nhiều bạn hỏi là bình xăng 32 bự vậy, rồi bình 24 nó ra làm sao. Đây, trước mặt bạn là cái bình xăng 24. Cái bình này là một cái bình mà mình nghĩ là rất rất nhiều bạn muốn mua. Tại vì đâu phải ai cũng đi cái bài mà cần phải đi cái bình xăng 32 chà bá đâu. Mà cái bài đông nhất là cái bài bô xăng lửa cam xăng nồi. Mấy bạn chạy 2010 là gọi là năm tư á, bình xăng zin hư mà mua cái bình xăng E10 á, nó tới 2 triệu mấy một cái chứ đâu có rẻ. Rồi bình xăng E135 năm số á, cũng 2 triệu mấy một cái, đâu có rẻ bạn, đúng không? Thay một cái bình gét leo chỉ có vài trăm ngàn thôi mà nó lại có hiệu suất cực kỳ ngon, cực kỳ tốt. Đó là mấy bạn chạy thôi, còn mấy bạn chạy quay game Seagood mà lên bài Vinh lớn, hoặc là mấy bạn chạy full cam xăng nồi đó, cái bình xăng Vinh á thì là quá nhỏ, nó có chút xíu à. Muốn thay một cái bình, đây bình 24, bình 24 mặt bên đây là nó lo kèn nghe luôn các bạn. Đi cái này các bạn hãy đi lọc gió kèn 1280 vừa luôn nha. Đó, cái đường này là đi các em 1280 vừa luôn. Ở đây có các chi tiết được hoàn thiện rất là tốt so với giá chỉ có vài trăm ngàn. Bình xăng Red Leo. Và những bạn nào chạy quay ghim á thì cái co trên đây là đã làm cái co xăng cao dây ga này đã công công sẵn cho bạn rồi, tránh nước dây ga, gắn đường xăng cực kỳ dễ luôn. Đèn ở trong đây đó giống cái bình xăng zin bạn không. Còn gì phải nói nữa, rồi để mình mở trái ga ra cho bạn xem. Đây trái ga cái lò xo chà bá vậy, lên ga là tạc tạc luôn, quá đã. Đi mua mấy cái bình Trung Quốc chi cho mắc công đúng không, mua bình gét leo xài. Rồi cái bên trong các bạn, và đây là cái trái ga cực kỳ đẹp luôn ha. Trái ga cực kỳ đẹp, và một cái nữa là nó có cho đầy đủ các loại bếp khung. Ủa bạn, đây loại các loại bếp chính bếp phụ, mình xài FD viết quen bếp phun các bạn. Và cho bếp từ 90 cho tới 115, nhìn về cho dễ. Còn ở trên đây thì mỗi cái bếp nó đều có đánh số, đều có đánh số hết các bạn. Đây, trên mỗi cái bếp đều có đánh số hết. Các bạn có thể nhìn trên cái hình đánh số trên cái bếp này. Vậy bạn canh, nếu như bạn lắp vô cái xe các bạn nó dư xăng thì bạn đi một cái bếp nhỏ hơn, còn nếu nó thiếu xăng thì đi bếp lớn hơn. Trời ơi, bình xăng nó làm tới mức độ đó rồi, các bạn chỉ cần có việc bới và ăn thôi, chứ bới sẵn thì bạn chỉ việc ăn thôi chứ không phải làm gì nữa hết trơn các bạn, nó dễ quá trời rồi. Còn những cái bình khác nó không có cho gì hết trơn, cái gắn vô thiếu xăng dư xăng là hồi đó chỉ có nhìn trời nhìn đất thôi chứ đâu biết cách nào. Còn đối với những bình này là những cái bài đó là cần bao nhiêu đi bếp đã cho đủ hết rồi ha. Rồi đây là bình nhất leo 24 nha, lụm quá đã luôn. Giờ gấp vô giao thôi, tại vì mình cũng có mấy cái thôi bạn. Bạn nào cần thì góc trái màn hình nha. Đúng, bình cái leo 24 quá đã luôn.